xem báo cáo trên học liệu Eduline. Với tính năng xem báo cáo học liệu trên Eduline, bạn có thể xem báo cáo chi tiết của từng học liệu bằng thao tác cực đơn giản. Để xem báo cáo của từng học liệu, bạn hãy làm theo hướng dẫn sau. Đầu tiên, từ giao diện học liệu, bạn hãy chọn vào học liệu muốn xem báo cáo. Sau đó, bấm trực tiếp vào tên học liệu. Rồi bạn có thể xem báo cáo của từng học sinh trong lớp học. Để xuất dữ liệu báo cáo và lưu về máy tính cá nhân, bạn hãy chọn vào nút xuất dữ liệu phía trên cùng bên phải. Báo cáo sẽ tự động tải xuống máy tính của bạn. Chúc bạn thao tác thành công! Eduline.